Chào mừng các bạn đến kênh của mình là DD Phẩm đây. Thì mình sẽ tiếp tục với tựa game King Legacy nhé các bạn. Thì lần này là mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà để đổi lấy được cái 7 màu rồng cực kỳ xịn sò luôn nhé các bạn, và cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, thì tại vì mình tưởng là tới giờ là các bạn cũng biết hết rồi, nhưng mà hiện tại là mình đọc comment ở dưới là cũng khá là còn nhiều bạn các bạn chưa có biết cách đổi á. Đổi làm sao để lấy được cái 7 màu rồng á, có bạn còn kêu là ghép nữa mà. Trời ơi, đó là vậy. Thì sẵn đây thì cách có nhờ mình là vô đổi giùm màu rồng của mình đó bạn. Đó, đổi giùm màu rồng luôn. Nên mình sẵn mình sẽ gọi là lấy cái nhân phẩm của mình ra, mình sẽ random thử xem có ra được cái màu rồng không nhé bạn. Đó. Thì đầu tiên cách á là đầu tiên là các bạn phải thấy nha, cái dòng chữ này nè. Khi các bạn đánh rồng á, các bạn sẽ thấy ra một cái dòng chữ này. Cái này mình không biết là bao nhiêu phần trăm là rớt nha các bạn. Mình không biết là hiếm hay không, nhưng mà như là ạc của mình nha. Cái ạc chính của mình á là mình đánh hoài không ra nha các bạn. Đó là vậy. Và cá như là hiện ra rồi đây các bạn thấy nha. You get the look of dragon scale các bạn. Đó. Đó là vậy, thì các bạn rớt ra cái dòng đó khi đánh rồng á, cái đô á, thì các bạn có thể điều thứ hai các bạn phải xài cho mình cái trái rồng nha các bạn, bắt buộc là các bạn phải có trái rồng trong người đây các bạn nha. Legendary dragon nè, mình lấy ra nha. Cái hai bắt buộc là các bạn phải có trái rồng nha, các bạn phải ăn trái rồng vô các bạn mới có thể random màu được chứ đúng không? Rồi ăn vô. Đó, để cách nhà mình đổi màu giùm mấy bạn, nên mình sẽ lấy cái nhân phẩm mình ra để mình đổi giùm nha. Mà không ra chắc mình bị ăn chửi các bạn. Nên là mơ phải ra giùm nha. Đó, thì các bạn chỉ cần đi tới cái chỗ nhân vật Nisi nữa mày. Đó, thấy không đây, để đưa màu nha. Thì bình thường khủng long là 1 game, còn rồng là tới 10 game luôn nha các bạn. Thì các bạn cứ ra đưa hoài cho mình luôn nha. Đó, các bạn cứ ra đưa chừng nào mà cái người các bạn mà bóc. Ôi lộn, biến hình, quên. Mày gì đây? Trời ơi, xanh lá, bạn ơi, xanh lá. Trời ơi, nói chung là các bạn cứ random hoài cho mình luôn ha. Random liên tục luôn. Chừng nào mà cái người của các bạn mà bóc lên giống siêu saiyan á bạn. Siêu saiyan 7 màu, ế, nhầm. Siêu saiyan 7 màu lên á, là các bạn đã đổi được thành công nha. Rồi, không có luôn nè, thấy chưa, không có luôn nè. Màu này màu gì vậy? Trời đất ơi, màu blue. Blue, xanh dương, xanh da trời trên. Ôi, dơ. Ủa? Ai làm cái đâu ra dí quánh như vậy? Ủa? What? Ôi. Gì vậy? Mẹ, quánh không trúng luôn kìa. Ảo thiệt sự. Rồi tiếp tục. Ô, ô ra nè, ra nè. Ba hit luôn. Đúng ba hit luôn, đúng ba hit luôn. Ui. Ôi. Đúng ba hit luôn nha các bạn. Đúng ba lần luôn. Ra luôn được cái màu hay chưa? Cái màu khi mà các bạn được á là các bạn sẽ có Ui. Bạn nhìn kìa. Đẹp kìa. Rồi nha. Bét nhân phẩm mày ơi, vậy tính ra nhân phẩm mình cũng hơn đó chứ. Trời ơi, random giùm người ta phải ra như vậy chứ, random mà không ra nữa mất công là bị chửi kỳ lắm mày. Trời ơi, đúng 3 lần nha các bạn, đúng 3 lần luôn. Màu rồng kìa, bạn nhìn kìa. Đẹp thực sự luôn phải không? Nè, đầu đỏ nè. Cái chỗ này một cam nè, xong xuống này một vàng nè. Xong tới đây là một vàng nè, xong tới xanh lá nè các bạn. Đó, xanh lá lợt, xanh lá đậm, rồi tới xanh dương, trời ơi, tới tím, ôi, 7 cầu vòng 7 màu nha các bạn, quá là đẹp luôn. Trời ơi, nhân phẩm hay không, đúng 3 hết luôn. Trời ơi, các bạn thấy chưa, đưa các bạn nào, nói chung là xui cứ đặt mình random là auto hên liền đó. Khi các bạn cứ random màu cho mình vậy đó, là các bạn sẽ có được cái hiệu ứng mà 7 chiếc sắc cầu vòng á, hóa vậy đó. Rồi, là vậy. Khi mà random được xong là các bạn đó, các bạn sẽ sở hữu được cái màu rồng gì nè. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ cái tướng rồng như là sửa lại luôn hay sao á. Đó, đúng vậy đó các bạn. Ui. Đẹp quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trái rồng được sửa lại như thế nào luôn nha. Trái rồng được sửa lại một vài chiêu luôn nha các bạn. Như chiêu Z này là giống như cũ nè, không khác gì nè. Ôi, khác là có chiêu X nữa các bạn. Chiêu X này khác nè. Đó. Cái chiêu X này khác nhau, phải tới chiêu C thử coi. Ồ, chiêu C gầm cũng khác luôn nè, chiêu B. Chiêu B bây giờ là không có bắn lâu như trước nữa nha bạn. Chiêu B bây giờ là chỉ có gồng khạc có một phát xong à. Hơi cùi ha, chiêu B giờ hơi yếu nè. Còn chiêu X nè. Chiêu X này thì lốc xoáy là đẹp hơn nè bạn, đó làm đẹp hơn nè. Với lại cái chiêu gầm. Đó, chiêu gầm này làm đẹp hơn. Được hai chiêu này làm đẹp thôi chứ cái chiêu B thì yếu nha các bạn. Từ hình như càng giữ càng lâu đúng không? Các bạn nghe tiếng không kìa? Trời ơi, cũng có hít rồi bạn ơi. Giữ lâu thì cái tiếng nghe đẹp thôi à, chứ cũng có hít nè. Đó, thấy nha. Rồng được làm lại cái kiểu luôn.
Ui, quá là xịn sò luôn các bạn ơi. Đó. Rồi ha. Thì mình đã cho các bạn chỉ cho các bạn cách mà lấy được màu rồng và random cho các bạn xem thế như thế nào để lấy được cái bảy sắc cầu rồng này luôn ha. Thì nói chung là các bạn nào hên xui đi. Bạn nào may mắn thì có thể trúng được cái màu giống như mình, ba hít là ra liền luôn. Đúng dễ luôn các bạn ơi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi random thêm cái Haki Bá Dương để cho các bạn coi nha. Mình sẽ quạt của mình đây. Quét. Ôi trời ơi. À ô. Ô này nó bay cái dòng này nè. Ô đổi màu Haki luôn. Đổi màu Haki luôn, đổi màu Haki luôn. Ôi 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 ngon 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 ngon. Đổi được màu Haki rồi các bạn ơi. Ôi. Rồi ba game cháy. Trời ơi cháy dâu mà mút. Dâu mà mút đó. Là mình đã đổi được, mình đã có cái dòng đó là mình có thể về đổi được màu Haki rồi nha các bạn. Haki Bá Dương á. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ reset về. Rồi thì như clip trước các bạn thấy đó, thì mình đã quánh vô biển như clip mà mình review cho bạn cái thanh Murasama đánh xuyên như thế nào á. Bạn thấy đó, và bất ngờ mình rớt ra được cái dòng chữ dài các bạn thấy không? Sadarin e gì đó, Dendrin gì đó. Cái dòng đó là cái dòng mà các bạn sẽ được mở mở ra chỗ thức tỉnh này nè. Đây mình bay qua cho các bạn xem luôn nha. Đây khi mà cái dòng dài đó đó, cái dòng dài đó là các bạn sẽ được, nói chung là các bạn phải lúc nào các bạn muốn vừa vô server á, là cái chỗ mà để các bạn nâng lên V2 á, thức tỉnh lên V2 á, luôn luôn đóng cửa nha các bạn phải tiêu diệt xong si đầu tiên thì sẽ có một cái dòng chữ đó, đó là sẽ mở cửa cho các bạn vô để đi thức tỉnh cây Murasama này, Yoru này, với lại đổi màu Haki Bá Dương á, là vậy. Còn cái dòng ngắn hồi nãy là các bạn thấy đó, là mình có thể đổi được cái màu rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi đổi màu thử cho các bạn xem nha, xem coi lần này là Haki Bá Dương mình sẽ được cái màu gì xịn sò hay không. Đó là vậy. Rồi để coi coi đổi màu gì may mắn hơn một chút coi. Hôm bữa là mình màu vàng đúng không? Hôm bữa màu vàng. Hôm bữa là mình đã màu vàng rồi, nhưng mà mình đã đổi rồi nha các bạn, mình sẽ đổi nè. Hôm bữa mình đã đổi rồi, mình đổi là màu xanh. Đó vậy nha. Mình đổi là màu xanh. Còn bây giờ để xem con mình sẽ đổi được màu gì khác màu xanh hay không. Hồi nãy là du biển màu cam đúng không? Trước đó các bạn nhớ đó, là du biển mình tiêu diệt là màu cam. Rồi, đó bạn nè, chỗ này nè. Chỗ này lúc đầu các bạn mới vô là sẽ luôn luôn là đóng cửa nha các bạn, chỗ này nè. Đó, để luôn luôn là đóng cửa nè, đóng cửa kính lại á. Nên các bạn không có vào được đâu. Khi mà các bạn tiêu diệt được du biển á thì các bạn mới có thể mở vô đây được nha, chứ không phải là các bạn gì đâu. Nên các bạn đừng hiểu nhầm là cái dòng chữ kia là đổi màu Haki Bá Dương nha. Là vậy. Hồi nãy du biển màu cam đúng không? Giờ không biết mình sẽ được màu cam lại không ta. Mình đang tìm cái màu đỏ các bạn ơi. Đó, màu đỏ đẹp hơn. Cái màu xanh này cũng đẹp lắm. Từ từ để mình xài lần nữa nha. Haki Bá Dương thời gian như mình nghĩ là chắc 1 phút quá các bạn ơi. 1 phút hay 30 giây á, thật sự. Đâu, để xài thử nha. Trời ơi, hồi lâu lắm các bạn ơi. Chưa hồi nữa nè. Phải chưa? À hồi nè, hồi nè, hồi nè, hồi nè. Đây nha. Màu xanh. Rồi. Giờ mình đổi màu nè. Đó. Đó, đổi màu. Ô ra cái lúc rồi. Giờ reset về, reset là hai cái bánh dương sẽ hồi nhanh nha các bạn. Reset là hai cái bánh dương hồi liền luôn. Rồi để xem coi mình được màu gì ta. Màu gì đây? Màu gì á? Rồi. Là hình như là phải đợi một thời gian á bạn. Phải đợi một thời gian hay cái bá dương hồi mới được. Là để mình hết cái dòng xếp zone này đi bạn, cái dòng hồi sinh chứ nhầm. Cái dòng bảo vệ hồi sinh đã. Để hết luôn mình mới bấm được hay sao á. Rồi nha. Giờ bấm lại nha. Rồi không có luôn các bạn ơi. Tuyệt vời. Vậy là khi mà cái thời gian hai cái bá dương chưa hồi các bạn, mà mình bấm nhanh vậy á, mình reset bấm nhanh vậy là sẽ bị lỗi nha các bạn. Đó, mình nghĩ là mình sẽ đợi thời gian hai cái bá dương hồi đi đã. Hồi cho khoảng thời gian cỡ 1 phút hay 30 giây gì đi. Tại hai cái bá dương hồi cũng khá là lâu nhưng mà không có nhanh đâu á, thật sự. Rồi. Giờ giờ thử nha, thử lại nha, thử lại nha. Đâu. Đó, quanh 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 cái thanh này vô người vẫn được nha các bạn. Ảo thật sự vẫn được tăng á. Rồi, đây. Ui. Ui. Màu hồng hả? Màu hồng. Giờ mình đổi qua màu hồng rồi các bạn ơi. Không phải màu đỏ nha, nhưng mà hơi hồng hồng. Ủa đẹp nha. Ồ, màu này đẹp à. Ok, ngon 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 ngon. Mình sẽ giữ màu này. Nói chung là một cái màu gì đó mà nó đỏ đỏ hồng hồng tí cũng được các bạn.
Rồi thì chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn đã thấy hay, cho mình xin một like và subscribe của mình nha, để mình có động lực cập nhật clip hay nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.